Xin kính chào quý khách. Sau đây là clip hướng dẫn cấu hình Wi-Fi modem CIG G97D2. Đầu tiên, hãy đảm bảo máy tính hoặc điện thoại của quý khách đang kết nối với modem bằng dây LAN hoặc Wi-Fi. Và sau đó quý khách mở một trong những trình duyệt như quý khách đã thấy trên màn hình. Quý khách nhập địa chỉ web 192.168.1.1. Quý khách đăng nhập vào modem với username mặc định là admin. Quý khách điền dãy số web password đằng sau modem như hướng dẫn. Nếu quý khách đăng nhập không thành công, vui lòng gọi lên tổng đài 1900 6600 để được hỗ trợ. Sau đó chọn login để đăng nhập vào. Quý khách chọn Advanced Setup như hướng dẫn. Quý khách chọn tiếp mục WAN phía bên trái. Tất cả các thông số tại mục 1 đã được cấu hình mặc định. Quý khách chỉ cần thao tác điền username và password đường truyền. Mỗi hợp đồng sẽ có một username và password. Nếu không kiểm tra được, quý khách vui lòng gọi lên tổng đài 1900 6600 để xác thực và được cung cấp thông tin này. Quý khách lưu lại cấu hình vừa đặt tại mục 6 Apply. Như vậy là quý khách đã thao tác thành công cấu hình modem. Nếu cần hỗ trợ gì thêm, quý khách vui lòng gọi tổng đài 1900 6600.